các bạn ơi, tớ đang ngồi tại xưởng làm chảo tớ. Các bạn có thấy bốn cái nồi này không? Đây chính là bốn cái nồi để tớ pha trà cho các bạn. Và các bạn muốn pha trà và kinh doanh cùng tớ thì đây chính là công thức độc quyền của tớ mà tớ sáng chế ra. Đây cũng là từ gói trà này mà ra để tớ làm cốc trà như kiểu này phục vụ cho các bạn. Gói trà này nó cũng rẻ thôi, cũng chỉ có 20k một gói, dành cho các bạn nào muốn khởi nghiệp hoặc là uống tớ. Đó, các bạn ủng hộ.